trong ha, bơi xuống dưới ha. Còn nhỏ thôi, chiến rồi nha các bạn. Quá kì. Để ba công việc mình ra vô hả? Bạn thấy ăn lúng, lúng khí không? Bên trái cứ bóc ra này, gặm. Cái mít này. Đó, mít rụng. Rất là nhiều trái. À, cái quả này là quả chín này các bạn. Chín rụng đầy rồi. Mít. Đây sầu riêng. Sầu riêng vừa rồi báo cái bàn trái bự lên. Dùng. Sầu riêng dùng rất là nhiều. Trái đầy. Rất nhiều sầu riêng. Sầu riêng rụng nó báo hôm vừa rồi la liệt là cái sầu riêng.
rụng đầy gốc luôn, chín rụng. Đây là sầu riêng mới rụng đêm qua nhé các bạn. À, mới lượm có một gốc rồi, bằng lại trái một đêm. Đây cây này. Rất nhiều. Vào vườn lượm nguyên một bao sầu riêng các bạn. Mít, một bao mít, bao sầu riêng. Mít.